đam mê dẫn lối. Vốn yêu hoa, đọc nhiều về hoa và theo học cắm hoa nghệ thuật. Vào những thời gian rỗi, tôi thường đến cửa hàng hoa của thầy giáo để cắm hoa cho thỏa lòng đam mê. Tôi liều lĩnh thành lập công ty và mở điện hoa tư nhân đầu tiên tại Hà Nội năm 2001. Chúng tôi trở thành một doanh nghiệp tư nhân đầu tiên và duy nhất tại Hà Nội, là thành viên chính thức của Hiệp hội Hoa Thế Giới. Cuộc sống và sự nghiệp của tôi đơm hoa kết trái. Giao cản thị trường, sự nở rộ của các dịch vụ điện hoa sinh viên giá rẻ, sự lựa chọn bắt đầu căn cứ vào giá, vào số lượng hoa, thay cho giá trị nghệ thuật và sáng tạo. Thị trường thì đang muốn nhiều và rẻ. Nếu muốn tồn tại, tôi phải thay đổi. Nhưng tôi lại bán hoa chứ đâu có bán mớ rau mà nhiều và rẻ. Doanh số thì tong teo, đơn hàng thì thưa thớt. Chẳng nhẽ nhìn cơ ngơi 10 năm trôi ra sông ra biển. Đâu là chìa khóa thành công? Đón xem những câu chuyện thật vào lúc 9h45 Chủ nhật trên VTV1.